Chào quý anh chị và các nhà đầu tư. Thì hiện tại em đang đứng trong một căn nhà với một mức giá là 1 tỷ 890 triệu, còn bớt lọc cho bà con cô bác anh chị nhà mình nếu mà muốn mua nhà tại khu vực quận 12 thành phố Hồ Chí Minh ha quý anh chị. Thì căn nhà của mình đây là có một vị trí rất là gần với siêu thị Metro ngay chân cầu vượt Tân Thới Hiệp đó quý anh chị. Thì đây em sẽ quay toàn cảnh cho quý anh chị coi. Thì nhà mình nằm trong một cái khu dân cư, nhà phố liền kề ha, với kết cấu là 1 trệt và 2 lầu và sân thượng phía trên. Đây quý anh chị, đây là đường trước nhà rộng 3 mét, thì xe máy ra vô thoải mái ha. Và đặc biệt nhà mình đúc kiên cố nha quý anh chị, đúc thật 100% luôn, đúc 1 trệt 2 lầu quý anh chị. Đây với diện tích căn nhà chiều ngang là 3,5 m, sâu vào là 8,5 m nha quý anh chị, 8,5 m. Thì khu vực phía dưới này là khu vực phòng khách này quý anh chị. Nhà mình có trang bị 2 lớp cửa, một lớp cửa sắt phía bên ngoài, đây là qua lớp cửa bên trong là 4 cánh, rất là bảo vệ an toàn cho nhà mình ha quý anh chị, rất là ok luôn. Đây nhà mình đã được gia chủ sơn phết lại, làm mới hoàn toàn cho bà con cô bác anh chị nhà mình mua về ở, chỉ việc ở thôi ha quý anh chị. Đây là khu vực bếp này quý anh chị. Thì khu vực bếp gia chủ cũng đã thiết kế cho mình là tủ bếp trên, tủ bếp dưới, rồi vòi lavabo ha. Thì khu vực bếp tầng trệt đã có sẵn cho mình một không gian của nhà vệ sinh. Đây là khu vực cầu thang này quý anh chị, đã được ốp đá hoa cương và tay vịn cầu thang bằng gỗ ha quý anh chị. Nhà mình là đúc thật, ép cọc đúc thật quý anh chị, 1 trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, cộng với đó là một cái sân phơi rất là rộng rãi quý anh chị. Đây nhà mình đúc rất là kiên cố, rất là chắc chắn quý anh chị, chỉ việc mua về ở thôi ha. Gia chủ đã set up toàn bộ hết tất cả mọi thứ về phần hoàn thiện cho mình rồi. Thì bà con cô bác anh chị nhà mình set up một ít nội thất nữa thì mình có thể vào sử dụng ngay. Thì căn nhà này phù hợp cho bà con cô bác anh chị nhà mình nào gia đình đông thành viên ha, từ 6 thành viên là có thể ở căn nhà này ok. Tại vì căn nhà này có 3 phòng ngủ và 1 sân phơi làm quý anh chị. Bây giờ em sẽ di chuyển lên trên tầng 1 căn nhà để quay cho anh chị nhà mình coi ha. 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh nha quý anh chị. Đây là phòng ngủ đầu tiên, thì cũng đã có ban công cho mình rồi quý anh chị, rất là rộng rãi luôn. Đây khu vực ban công này thì anh chị nhà mình tận dụng để được chậu hoa ha, set up chậu hoa này kia. Khu nhà phố liền kề rất là đẹp quý anh chị. Nhà mình là pháp lý là sổ hồng chung ha quý anh chị, sổ gốc được bà con cô bác anh chị nhà mình xem thoải mái sổ gốc ha. Đây phòng ngủ thứ hai, có đi đường ống máy lạnh sẵn cho mình luôn quý anh chị. Đây cầu thang đúc rất là chắc chắn. Bên trên tầng 2 thì gia chủ cũng thiết kế tiếp tục là một căn nhà, một cái phòng, thêm một phòng nữa quý chị, ngủ trên sân thượng ha. Đây, rất là rộng rãi và thoáng. Đây là khu vực sân phơi, sân phơi phía sau có thêm một cái toilet phía sau nữa quý chị, rất là thoáng. Nhà mình có vị trí vô cùng đắc địa quý chị, ngay nhà máy bia Tiger quý chị, khu vực phường Tân Thới Hiệp của quận 12 mình ha. Nếu bà con cô bác anh chị nhà mình nào có nhu cầu muốn mua căn nhà thì hãy liên hệ với em qua số hotline, em có thể hỗ trợ quý anh chị đi xem nhà ha. Đây khu vực này là mình có thể mở ra để đi lên kiểm tra thùng nước ở trên đó thì quý anh chị, bù chứa nước ha, lên sân thượng được. Thì nhà mình đúc mà, đúc 3 tấm quý anh chị, rất là chắc chắn luôn, cực kỳ sang xịn mịn ha. Một căn nhà như thế này với giá cực rẻ quý anh chị, 1 tỷ 890 triệu, còn bớt lọc cho đại gia đình nhà mình ha. Và đây là đường trước nhà này quý anh chị, đường trước nhà ha, đường Tân Thới Hiệp 14 ha quý anh chị. Đây một con đường kinh doanh khá là sầm uất luôn, đường nhựa rộng là 8 mét, 2 xe đậu bình thường ha quý anh chị, và chỉ vào một sẹt ngắn thôi. Thì nhà mình nằm ở trong khuôn viên như thế này nên quý anh chị, quý bà con cô bác mình mua về thì xe hơi mình có thể đi thông thoáng ha quý anh chị. Khu vực kinh doanh khá là sầm uất luôn, và căn nhà mình nằm một sạc ngắn ở trong khu vực này ha quý anh chị. Em đã quay rõ đường xá cho quý anh chị coi hết rồi, nên nếu như quý anh chị và con cô bác nào có nhu cầu muốn mua và muốn xem nhà thì có thể liên hệ trực tiếp với em để em có thể hỗ trợ quý anh chị và con cô bác mình cùng đi coi nhà ha quý anh chị. Đây căn nhà của chúng ta đây quý anh chị, rất là đẹp luôn ha.